Ngày hôm nay chúng ta sẽ học buổi thứ 5, đó là giũa form móng tròn và design. Thì trên hình ảnh các bạn đã nhìn thấy thì mình đang thực hiện cái đầu mài 5:1 để làm sạch da cuticle ấy. Thì cái đầu mài này mình dùng rất là nhiều trong cái việc làm sạch da, mài tốc độ 5 tới 6 thôi. Nó sẽ dễ dàng đánh bay vùng da chai sần, những cái vùng da xung quanh móng bằng cái đầu mài này, rất là êm và dễ chịu. Nhìn kỹ cái thao tác mình mài nhé, mình sẽ đẩy nhẹ cái đầu mài như là thao tác đẩy da ấy. Mình sẽ tua chậm để cho các bạn có thể nhìn rõ ràng được cái thao tác mà mình sử dụng cái đầu mài này đầu tiên, làm cái bước chuẩn bị trước khi mà mình tiến hành đắp bột. Buổi hôm nay thì mình sẽ thực hành giũa form móng tròn ấy. Mình gắn chip vuông cho nên là mình sẽ dùng kéo mình cắt bớt hai bên cạnh đi để nó gần định hình được dần đến cái form tròn. Mình giũa sẽ nhàn hơn và giũa nhanh hơn. Lưu ý là đừng có cắt nhiều quá bởi vì dễ bị lẹo và sẽ không có móng để cho các bạn giũa. Mình sử dụng cái giũa 80/80. Mọi người cần quan sát kỹ cái thao tác giũa. Giũa bất kỳ form nào cũng vậy, form tròn hay là form thang, form nhọn thì rất quan trọng trong cái việc là cầm ngón tay, thao tác cầm ngón tay để giũa. Mọi người hay chú trọng vào cái việc mà cầm cái giũa và quên đi mất rằng thao tác cầm ngón tay rất là quan trọng. Bởi vì nếu như mà mình cầm ngón tay không chắc, tức là cái mà mình muốn định hình, mình muốn tạo hình á, nó không chắc thì làm sao mà mình giũa được ra hình mong muốn. Và cái thứ hai nữa là mình cầm không chắc thì sẽ dẫn tới là sẽ bị rung, bị ê tay khách hàng và người ta sẽ không cảm thấy thoải mái với cái thao tác mà các bạn đang làm, dẫn tới việc là mình không phải là một thợ chuyên nghiệp mà làm không thoải mái, không dễ chịu. Và để giũa cái form tròn này đẹp ấy, thì các bạn nhớ này, trên màn hình các bạn nhìn thế nào thì mình giũa đúng tầm nhìn của mình đúng như vậy, tức là cái giũa mình ngửa lên, mình không có che khuất tầm nhìn của mình và luôn luôn kiểm soát là hai cạnh bên nó có đều nhau không, cái hình dáng cái đầu tròn nó có cân đối với nhau không, để mà mình kiểm soát không có bị giũa quá tay. Đa số các bạn giũa form tròn bị lệch, bị vẹo, bị không đồng đều là do các bạn không cảm nhận, không dừng lại để cảm nhận, mà các bạn giũa theo cảm tính, tức là giũa cho tới khi nào mà mình cảm thấy được. Nhưng thực ra thì đến lúc mà bạn giũa vào form đẹp thì các bạn lại không dừng lại để kiểm tra, mà mình để cho tới khi mà nó lẹm và nó bị lệch quá nhiều rồi, lúc đấy mình mới dừng lại mình kiểm tra thì không thể sửa được nữa. Và cách thứ nhất là phải tháo ra để làm lại, và như vậy thì rất là mất công. Mình chia sẻ cái việc giũa rất là chậm thế này thì nếu như mà các bạn giũa không ra hoặc là các bạn muốn xem kỹ thao tác thì các bạn hãy tua đi tua lại để xem cái thao tác mà mình cầm ngón tay khách hàng nhé. Chỉ chú ý cho mình cái thao tác mình cầm ngón tay của người khác thôi để các bạn có thể đưa ra được cho mình cái thao tác cầm đúng nhất để kết hợp hai tay với nhau để đưa ra cái form móng định hình một cách chính xác. Mình tiến hành sơn một lớp bay mỏng lên để tiến hành làm cái mẫu design là vắt kim tuyến lên. Thì bay nó sẽ giúp, bay gel nó sẽ giúp cho giữ kim tuyến tốt hơn là so với việc là mình dùng cái cây cọ đắp bột, là mình đắp bột kim tuyến. Thì mình đắp bột kim tuyến nó sẽ không bám đều, nó không bám kín. Mình sử dụng cái cách này làm nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và hiệu ứng nó lên đẹp hơn rất là nhiều. Lúc này kim tuyến nó bám kín 100% bề mặt. Tất cả mọi thao tác mình làm đều có lý do hết, không phải tự nhiên mà mình sử dụng bay trong cái trường hợp này, bởi vì chỉ có bay nó mới giúp cho kim tuyến bám kín trên bề mặt móng một cách bằng phẳng và kín và nó nhanh nữa. Đấy là cái mà mình rất là ưa chuộng, cách làm nhanh nhưng mà nó hiệu quả. Và sau khi mà mình đảm bảo là kim tuyến đã bám vào đúng cái vị trí mà mình mong muốn thì mình sẽ dùng cái tay nhấn, mình ấn cái nhũ cho nó nằm xuống, nó không có bị dựng lên. Bởi vì nếu mà mình vừa mới đắp kim tuyến mà mình cho vào hơ ngay ấy, nó sẽ làm cho phá mất cái form ban đầu của mình. Kim tuyến này rất là sáng nha mọi người. Sau khi mình hơ khô thì kim tuyến đã được định hình, đã đứng yên và không có di chuyển trên bề mặt móng nữa, thì mình sẽ tiến hành design. Mình sử dụng màu soft white làm lớp phủ, bởi vì đây là những cái mẫu đang rất là hot trend trên mạng. Rất là nhiều các thợ nail làm mẫu này và người ta làm gel. Tuy nhiên thì mình có thể cải tiến nó làm bằng bột nhanh hơn, hiệu ứng cũng đẹp không thua kém luôn.
mà đã chú ý kỹ cái thao tác chạy gầm móng, tại vì cái phong móng tròn ấy, thì cái gầm móng mình chạy rất là quan trọng và chạy rất là kỹ để tạo cho độ tự nhiên phong móng nhiều nhất. Mình nghiêng ngón tay để mình có thể dễ dàng quan sát đưa cái đầu mài 5i1 vào gầm móng và đi theo một đường ngang để có thể dễ dàng làm sạch cái gầm móng và làm hỏng cái đầu móng như là móng thật nhưng mà không có làm ảnh hưởng đến shape. Khi mà chạy máy và rũa xong thì mình hãy kiểm tra lại toàn bộ cái sự đồng đều của bốn ngón tay này bằng cái góc nhìn của khách hàng và tiếp tục rũa, điều chỉnh, căn chỉnh thật là kỹ càng và nắm rồi mình mới đưa ra cái hướng và chính xác mình muốn rũa. Thì lúc này cái form móng tròn mình mới hoàn toàn là đều nhau một cách tuyệt đối. Bước chạy ném là cái bước cuối cùng mà mình yêu thích nhất, tại vì cái đầu ném này nó sẽ làm cho cái bề mặt móng nó mịn hơn một lần, thêm một lần nữa, và nó còn có một cái công dụng nữa là mình sẽ đánh sạch hết những phần bụi bẩn thừa, những phần da thừa, bột thừa bám xung quanh viền da móng, giúp cho bề mặt móng nó sạch hơn, thoáng hơn để cho mình có thể dễ nhìn xem là móng có đang bị lỗi chỗ nào để mình có thể khắc phục nó ngay lập tức.